Trong cuộc họp trực tuyến, con mèo đột nhiên nhảy phóc lên người nữ giám đốc lạnh lùng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi, vì con mèo này, vừa phút trước còn ngủ ngon lành trong khung hình của tôi. Tôi định giải thích, nữ giám đốc vỗ nhẹ đuôi mèo, ngoan, đi tìm bố nào. Tôi sẽ sống chung với nữ tổng giám đốc Lưu Như Yên, hoàn toàn ngoài ý muốn. Lúc đầu tôi chỉ là một thực tập sinh nhỏ vừa được chính thức nhận vào công ty cô ấy, loại mà ngay cả tên cũng không đáng để cô ấy nhớ đến. Nhưng tôi còn có một nghề tay trái nữa, đến nhà cho mèo ăn, nói chuyên nghiệp hơn thì gọi là chuyên viên chăm sóc thú cưng. Đó là một ngày cuối tuần bình thường, tôi nhận được đơn hàng trên nền tảng, mang theo hộp dụng cụ đến nhà chủ nhà, vừa tắm xong cho mèo cưng, thì nghe thấy tiếng cửa mở phía sau, tôi quay lại và chạm mặt với Lưu Như Yên vừa về từ chuyến công tác. Khoảnh khắc đó, nói tôi hóa đá cũng không quá lời, tôi không ngờ rằng tôi làm thêm việc cho mèo ăn mà lại ăn được đến nhà của nữ tổng tài. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, lẩm bẩm trong lòng rằng bà ấy không thể nào nhận ra, càng không thể nào nhớ ra tôi, cúi đầu giả vờ bận rộn sấy lông cho thượng đế mèo. Vào khoảnh khắc máy sấy tắt, Lưu Như Yên đi đến bên cạnh tôi, cô ấy đã thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, đứng ngược sáng, từ góc nhìn của tôi đẹp đến mức khó tả. Nhưng lúc này tôi không có tâm trạng để ngắm cảnh, tôi vội quay mặt đi để cô ấy không nhìn rõ mặt tôi. Cô ấy chỉ hỏi mấy lần trước cũng là anh sao. Tôi lặng lẽ gật đầu xong lại âm thầm tự trách mình. Đến nhiều lần như vậy mà tôi vẫn không phát hiện ra đây là cửa hàng chuyên bán đồ nữ. Làm tốt lắm, cô ấy ngắn gọn đánh giá và đưa ra lời mời. Có ý định hợp tác lâu dài không? À, con mèo này hơi khó chăm sóc. Nếu không phải, cô ấy dừng lại một chút rồi lại nói thôi, nói đơn giản là tôi cần một người giúp tôi chăm sóc nó lâu dài, tốt nhất là ở nhà tôi, lương tùy cô quyết, cô có muốn không? Tôi ngượng ngùng, người giúp việc gia đình. Cô ấy khẽ cười một tiếng không rõ lý do, nếu anh hiểu như vậy cũng được. Tôi nhỏ giọng do dự, nhưng mà tôi có công việc. Tôi biết anh có công việc, cô ấy nói một cách thản nhiên. Anh không phải là trợ lý của Hứa Thanh Phong ở bộ phận dự án sao? Tôi nhớ anh, Hạ Cường. Tôi như bị điện giật toàn thân, cô ấy gọi đúng tên tôi, sức mạnh của tiếng gọi ấy như trời long đất lở. Toàn thân tôi tê cứng, cô ấy lại nói ban ngày vẫn đi làm bình thường, tối ở đây giúp tôi chăm sóc nó, sẽ không làm phiền anh. Nhưng mà tôi vẫn đang tìm cớ. Lưu Như Yên đột nhiên nói đầy ẩn ý, tôi nhớ là công ty có quy định rõ ràng không cho phép nhân viên làm thêm việc bên ngoài đúng không? Tôi lại tỉnh táo ra, làm thêm sợ gặp giám đốc nữ, chẳng qua cũng chỉ sợ mất đi công việc này, đang quý giá, mới được chính thức không lâu. Cô ta đe dọa, cô ở lại chăm sóc mèo, tôi không từ chối, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu. Cứ như vậy, tôi và Lưu Như Yên bắt đầu sống chung, hay nói đúng hơn là với con mèo của cô ấy. Con mèo của cô ấy tên ở nhà là Bình Cái. Theo lời Lưu Như Yên, Bình Cái rất kiêu ngạo, không thích để ý đến người khác, đêm lại hay kêu la, mà còn thích. Lời nói cuối cùng nhấn mạnh đặc biệt, hình như oán hận khá sâu sắc. Tôi đột nhiên muốn cười, dù sao điều này cũng khiến tôi liên tưởng đến một câu chuyện thú vị trong thời gian thực tập. Có một thời gian, cổ và cánh tay của Lưu Như Yên có những vết cào gợi cảm. Với thân phận như cô ấy, thường ngày lại luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc và kiêng khem, hiếm hoi mới có chút tin tức, một đám người đã bàn tán sôi nổi. Có người khẳng định đây là bạn trai của Lưu Như Yên đang tuyên bố chủ quyền, để những gã trai trẻ trong công ty tránh xa cô ấy. Còn có người thán phục Lưu Như Yên đêm đêm vui chơi, ban ngày còn làm thêm đến 12 giờ. Công ty toàn chuyện ngồi lê đôi mách, nói đủ thứ chuyện. Không ngờ lại là mèo cào. Tôi vẫn đang cố nhịn cười, Lưu Như Yên đã lên tiếng. Tối nay tôi có cuộc họp trực tuyến, anh chịu trách nhiệm trông nó nhé. Tôi lặng lẽ gật đầu, nhận lấy sứ mệnh thiêng liêng này, tưởng rằng việc này khó mà suôn sẻ. Không ngờ trước khi hội nghị bắt đầu, thầy hướng dẫn của tôi, thầy Hứa Thanh Phong, đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi, 8 giờ vào phòng họp này, với cơ hội được dự tính khó khăn lắm mới giành được cho tôi. Hãy học cho tốt. Tôi nhìn vào chuỗi số cuộc họp, rồi nhìn sang cậu chủ mèo đang ngủ say sưa, nước mắt muốn rơi. Tôi không ngờ lại có ngày công việc chính và phụ của tôi lại va chạm vào nhau. Quả nhiên, thường xuyên lui tới bên sông, làm sao tránh khỏi ướt giày. Tôi lặng lẽ trả lời, đã nhận, lặng lẽ điều chỉnh camera, ở góc phòng xa nhất, xa Bình Cái nhất, mở cuộc họp video, đúng giờ, chủ trì tuyên bố bắt đầu cuộc họp. Ngay sau đó, chú mèo mắt híp bước đi nhẹ nhàng, từng bước tiến vào khung hình của tôi. Chủ trì đột nhiên im lặng, các vị lãnh đạo cũng ngẩng đầu lên khỏi màn hình, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về chú mèo. Chú mèo dừng lại ở vị trí nổi bật nhất trong khung hình, chẳng hề để ý mình đã mang bao nhiêu tia nắng trên người. Một tiếng phụt, nằm sấp xuống đất, lại bắt đầu ngủ. Tôi thực sự hoảng hốt, lặp đi lặp lại nói, xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ dọn nó đi ngay lập tức. Tôi còn chưa kịp đứng dậy, tiếng của Lưu Như Yên theo sát phía sau, không sao, để nó ngủ đi, đại lý đã lên tiếng rồi, mọi người đương nhiên phải khen vài câu đáng yêu mới cho qua chuyện nhỏ này. 10 phút trước cuộc họp, tôi hầu hết để ý đến con mèo, may mà con mèo ngoài ngủ ra thì chẳng làm gì khác. Tôi dần dần thả lỏng tâm trạng, tinh thần cũng dần dần chuyển sang cuộc họp, vừa lúc đến lượt thầy hướng dẫn Hứa Thanh Phong phát biểu. Tôi sợ mai cô ấy lại hỏi tôi, cật lực ghi chép những điểm mấu chốt, đến cả đầu cũng không kịp ngẩng lên. Cô ấy đang nói hăng say bỗng nhiên im bặt. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy không biết từ lúc nào, trước ống kính của quản lý Lưu Như Yên lại thêm một con mèo, không sai lệch chút nào, vừa khéo nằm trong lòng cô ấy. Mọi người đều im lặng, rồi trong giây lát tiếp theo, đều đặn nhìn về phía ống kính của tôi. Tôi bỗng dưng hoảng loạn, tôi lấy hết can đảm quay lại, thì phát hiện con mèo vốn đang ngủ ở chỗ dễ thấy kia quả nhiên đã biến mất. Con mèo chạy mất rồi, cũng chạy vào trong ống kính của Lưu Như Yên rồi. Đầu tôi chạy rất nhanh, đang nghĩ xem làm sao để giải thích sự hiểu lầm này. Con mèo trong lòng Lưu Như Yên đột nhiên không yên, vặn vẹo mông, nó lại kêu meo meo hai tiếng, tim tôi thắt lại. Tôi thấy Lưu Như Yên quả nhiên như mọi khi, vỗ về nó, vỗ nhẹ vào mông nó và nói, ngoan, đi tìm ba đi. Hiện trường im lặng như tờ.
Không ai nói gì, nhưng tất cả mọi người đều hiểu lầm, có hai trưởng phòng từng gây khó dễ cho tôi trong công việc, đã có những ánh nhìn tội lỗi và đầy nghi ngờ hướng về tôi. Tôi lặng lẽ cúi đầu xuống, tôi không thể nghĩ ra chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Những ánh nhìn không trong sáng ấy, trần trụi viết lên rằng, thì ra anh chính là ba của mèo con này. Tôi thở dài một hơi, thực tế chứng minh, tôi thở dài sớm quá rồi, vì Bình cái thật sự nghe lời Lưu Như Yên, lại từ thư phòng của nàng chạy vội về phòng tôi. Lúc này mèo con đang nằm dựa vào chân tôi, lớn mắt long lanh nhìn tôi, chăm chú nhìn tôi, đầu óc tôi trống rỗng một lát. Sau khi trống rỗng, một ý nghĩ rõ ràng hơn lại hiện lên, đó chính là tuyệt đối không thể để nó xuất hiện trong ống kính của tôi nữa, không thì đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Tôi đang định tìm cách đuổi nó đi, lại nghe thấy Lưu Như Yên như tỉnh lại nói, sao không thấy mèo của anh đâu rồi. Tôi cắn răng cười với ống kính, nó lại đổi chỗ khác ngủ rồi. A, cô ấy đáp lại một tiếng, chỉ cần câu nói này của anh ấy cũng khá giống với tôi, chỉ có một câu này thôi, đã xua tan màn sương mù bao trùm cả cuộc họp. Hứa Thanh Phong là người đầu tiên hoàn hồn, anh ấy khẽ hắng giọng rồi hỏi, tôi tiếp tục phần vừa rồi. Lưu Như Yên vẫn giữ thái độ như thường lệ, cô tiếp đi, cho đến khi cuộc họp kết thúc, nó không hề xuất hiện trong ống kính của tôi nữa, nó chỉ ngồi bên chân tôi, vừa chơi vừa ngủ, ngủ rồi lại chơi, nhưng tôi thì cứ lo lắng, hồi hộp, cho đến tận phút cuối cùng, camera tắt, tôi thở phào nhẹ nhõm, áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi nhìn chiếc nắp chai đang chơi đùa vô tư ở chân mình, tôi không nhịn được mà vả cho nó một cái vào đầu. Tối nay cậu đừng hòng ngủ chung với tôi. Tắm xong, tôi mang chiếc bình cái về phòng ngủ của nó, rộng hơn cả phòng tôi, rồi mới mở cửa ra. Tôi tình cờ gặp Lưu Như Yên cũng ra đổ nước, rõ ràng là cô ấy cũng vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ấm. Vài giọt nước lăn dài trên đôi mắt và lông mày thanh tú của cô ấy. Tôi mím môi, hơi lúng túng, dường như cô ấy cũng vậy. Cốc nước uống đi uống lại, chỉ trong vài giây là sắp hết rồi. Tôi chợt nhớ ra, vì tối nay là tai nạn xảy ra trong công việc chính, nhưng công việc phụ của tôi cũng không làm tốt, tôi vội vàng nói rằng mình đã sơ suất trông chừng hộp của Lưu. Tối nay tôi không trông chừng nó cẩn thận. Lưu Như Yên rõ ràng sững sờ một chút, rồi nói, không sao, tôi cũng có trách nhiệm. Dường như sợ tôi hiểu lầm, cô ấy lại giải thích một câu, bình thường gọi quen miệng rồi, anh đừng để ý, cô ấy chắc là đang nhắc đến câu ngoan, đi tìm bố kia. Tôi lắc đầu nói không sao, lý do Lưu Như Yên gọi tôi là ba của Bình Cái hoàn toàn là vì một câu nói của chuyên gia tâm lý thú cưng vào ngày ký hợp đồng. Ngày ký hợp đồng, ngoài tôi, Lưu Như Yên và luật sư ra, còn có một chuyên gia tâm lý thú cưng có mặt ở đây, cô ấy chịu trách nhiệm đánh giá tình trạng tâm lý của Bình Cái. Nói một cách đơn giản, Lưu Như Yên muốn sửa những thói quen xấu của Bình Cái. Không la hét lung tung, không cào người, trở thành một chú mèo ngoan ngoãn, đáng yêu. Việc nặng nề này đã rơi vào tay tôi, nhưng việc này cũng không phải không công, giải thưởng rất hậu hĩnh, chuyên gia tâm lý cũng rất đáng tin cậy. Còn cho tôi, mèo nhỏ, mèo bị thiếu quan tâm lâu ngày, sống trong môi trường thiếu an toàn, thật sự sẽ gây ra một số vấn đề về tính cách, nhưng điều này cũng dễ giải quyết, hãy dành cho nó tình yêu thương như cha mẹ. Tôi tin chắc rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ hiểu sự tận tâm của người và lục quan. Tôi đoán hôm đó, Lưu Như Yên chỉ nghe thấy hai chữ tình phụ tử, bởi vì từ lúc đó, nàng đã coi tôi là cha của Bình Cái. Mỗi khi Bình Cái vô tình làm phiền nàng làm việc, nàng đều vỗ vỗ Bình Cái và nói một câu, ngoan, đi tìm cha nào. Điều duy nhất đáng mừng là Lưu Như Yên vẫn chưa tự nhận là mẹ của Bình Cái, nếu không thì quan hệ trong nhà này thật sự sẽ rối tung lên mất. Ngày hôm sau đi làm sau cuộc họp video, sáng sớm tôi đã bị sư phụ Hứa Thanh Phong gọi đến văn phòng hỏi chuyện. Cậu ấy hiếm khi lại dè dặt như vậy, ngập ngừng mở lời, con mèo tối qua, con và Lưu tổng, các người. Tôi cố gắng chen ngang vào cuộc nói chuyện, cười gượng, tôi cũng không ngờ mèo của tôi và mèo của Lưu Quan lại giống nhau đến thế, thật sự không phải là cùng một con. Cô ấy cũng cười gượng một tiếng. Có khá nhiều người đuổi theo hỏi tôi, hỏi cảm giác thế nào khi nhận chồng của Lưu Quan làm đồ đệ. Tôi thầm nói không phải vậy đâu, Lưu Quan cũng nói chỉ là trông giống nhau thôi. Vậy thì tốt. Cô ấy thở dài một tiếng. Không một lúc, cô ấy lại nghi ngờ, người lấy tình nghĩa sư đồ của chúng ta ra làm liều. Thành thật nói cho ta biết, ngươi và Lưu Quan thật sự không có quan hệ gì chứ? Ta cũng thành thật trả lời, ta và cô thật sự không có quan hệ gì. Cô ấy vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Tôi đành nói rằng, thầy cũng giúp đồ đệ làm sáng tỏ mọi chuyện đi. Cái mũ vợ ông Lưu này quả thực quá lớn, tôi làm sao mà đội nổi. Cuối cùng cô ấy cũng gật đầu. Tôi nhẹ nhõm bước ra khỏi văn phòng. Mọi chuyện êm xuôi cho đến giờ tan tầm. Trên tàu điện ngầm, tôi nhận được tin nhắn của anh họ. Dạo này sao anh không thấy em đến? Anh họ chính là người sáng lập ra nền tảng giao dịch thú cưng đó. Khi nào em căng thẳng là em thích vuốt ve mèo. Tiếc là nhà em không cho nuôi, nên chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi nhận một hai đơn trên nền tảng thôi, vì đánh giá tốt, mà dần dần cũng có vài khách quen. Đòi em đến tận nhà, Lưu Quan chính là khách hàng quen của tôi, anh họ lại có tin rồi, anh Vương kia vì đổi người, mà đã khiếu nại một đơn rồi, sao anh ta biết đổi người rồi, nhà có camera giám sát mà. Tôi bừng tỉnh, đồng thời trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ khác, tôi nhớ là nhà Lưu Như Yên cũng có camera giám sát, vậy rốt cuộc cô ấy có thấy những lần tôi đến trước đó không? Nếu cô ấy thấy và biết đó là tôi, mà vẫn cố ý chỉ đích danh bảo tôi đến cho mèo ăn, thì động cơ này hơi đáng ngờ đấy, cô ta đang chờ bắt được lỗi của tôi, để tôi làm giúp việc lâu dài cho cô ta. Tin tức của anh họ vẫn cứ liên tục gửi đến, tôi liền kể hết chuyện này cho anh ấy, và bảo anh ấy phân tích. Anh xem rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh họ tức giận nói, cô gái đó rõ ràng là thích cậu rồi mà. Tôi ngạc nhiên, anh dám nghĩ thế à? Anh ấy im lặng rất lâu. Tôi gửi một dấu hỏi chấm qua, tôi cũng không hiểu nổi, trí thông minh của cậu rốt cuộc là di truyền từ ai?
Cô ấy có người trong lòng rồi, con mèo đó chính là bằng chứng tốt nhất. Đây là điều tôi phân tích được trong thời gian ở nhà Lưu Như Yên. Thời gian này tôi phân tích được, Lưu Như Yên người này chưa chắc đã thích mèo lắm, nhưng đồ ăn, quần áo, đồ chơi của mèo đều là loại tốt nhất. Phòng ngủ của con mèo còn lớn hơn cả phòng của tôi, đầy đủ các loại tiện nghi, trên tường còn treo cả bức chân dung khổ lớn của mèo nữa. Nếu không phải là mèo của người yêu cô ấy, thì sao cô ấy phải tốn công sức như vậy chứ? Anh họ vẫn im lặng, tôi lại gửi thêm một dấu hỏi nữa. Cô gái mà anh ấy thích, điều kiện không tệ, thích thì cứ yêu đi. Anh ủng hộ, nhưng anh cũng tranh thủ giúp em nhận vài đơn hàng nhé. Hắn lại nhượng bộ thêm, được rồi, giúp tôi hướng dẫn người mới nhé. Vì tình xưa nghĩa cũ, tôi đáp ứng, ngoài sức tưởng tượng, tôi đem chuyện nền tảng nói chuyện với Lưu Như Yên. Cô ấy vậy mà đồng ý ngay, anh ta còn ra dáng lắm, nói rằng, việc mình cái để anh lo, cô cứ yên tâm. Tôi liền yên tâm đi dẫn người mới đến cho anh họ tôi. Tôi dẫn người mới đến nhà chủ nhà, tôi dặn dò cậu ấy phải ghi nhớ sở thích và thói quen của mỗi chủ nhà, phải tuân thủ những yêu cầu mà chủ nhà đã nêu trên ứng dụng và lần lượt nhắc nhở những điều cần lưu ý. Cả buổi chiều bận rộn, đang tiến hành đến bước chăm sóc lông cho mèo, Lưu Như Yên gọi điện thoại đến. Lần đầu tiên, giọng cô ấy không còn bình tĩnh và điềm đạm nữa, nghe có vẻ rất gấp gáp và hoảng loạn. Anh còn bao lâu nữa mới tới? Khoảng một tiếng nữa. Sao vậy? Nó cứ kêu suốt, cô ấy nói ngắn gọn. Bên kia im lặng. Quả nhiên liền nghe thấy tiếng nắp chai kêu thảm thiết. Tiếng này nối tiếp tiếng khác, nghe mà thấy tội nghiệp làm sao. Tôi nói anh lấy cho nó cái đồ đông khô nó thích, hoặc thử bế nó lên đùi mà vuốt bụng nó xem sao. Nó cào tôi, lần này không chỉ có mèo, mà cả tiếng kêu của Lưu Như Yên cũng nghe tội nghiệp vô cùng. Tôi im lặng một lát, quay đầu hỏi người mới, những việc tiếp theo anh có thể giải quyết được không? Anh ta gật đầu, được rồi, tôi có việc gấp, đi trước đây. Về đến nhà, một người một mèo đã khôi phục lại vẻ hài hòa như xưa, chỉ là cổ của Lưu Như Yên lại thêm hai vết cào móng mèo mới tinh. Tôi cố nhịn cười mà nhận lỗi. Đáng lẽ tôi không nên ôm ấp nó, hợp đồng ghi rõ khi mèo cần thì phải ở bên cạnh nó, lương mà Lưu Như Yên trả cũng cao hơn giá thị trường gấp nhiều lần. Cả tình cả lý đều không nên nhận nữa. Nhưng Lưu Như Yên lại thản nhiên nhận trách nhiệm, vấn đề của tôi còn lớn hơn. Cô ấy cố gắng tỏ ra nghiêm túc một cách giả tạo, dáng như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Không hiểu sao lại khiến tôi nhớ đến câu nói trong điện thoại, câu nói vừa oan ức vừa cứng rắn cứ cào cấu tôi. Tôi nghĩ rằng cô ấy vẫn đáng yêu như vậy. Tôi tiếp tục nói, vẫn là lỗi của tôi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Cô ấy không còn khăng khăng nữa, chỉ hỏi, thế này liệu có ảnh hưởng đến công việc bên phía anh họ của em không? Tôi chỉ cần báo cho anh ấy một tiếng là được rồi, tưởng rằng chỉ cần thế là mọi chuyện xong xuôi. Nhưng tôi không ngờ rằng người đi làm còn có một loại tai nạn thời gian khác, đó chính là làm thêm giờ. Dự án của bộ phận đột nhiên phát hiện lỗi. Đã là cuối tuần rồi mà, trưởng phòng không chút nương tay mà triệu tập tất cả mọi người. Là một tên tiểu đệ nhỏ nhoi như tôi thì đương nhiên không thể trốn tránh được. Tôi luôn ở bên cạnh sư phụ Hứa Thanh Phong, chăm chỉ nghe theo sự phân phó. Làm thêm giờ đến giữa chừng, giờ trà chiều đến, Lưu Như Yên cũng đến. Cô ấy đứng ở cửa văn phòng lớn, trên người đeo một chiếc túi mèo rất nổi bật, thản nhiên nói, mọi người đã vất vả rồi, tôi mời khách. Văn phòng vang lên một tràng reo hò, lúc này cô ấy như thể dây giày bị tuột, đột nhiên cúi người xuống, cái túi đựng mèo cũng mở ra. Bình cái nắm lấy khe hở đó, nhanh nhẹn nhảy ra từ trong túi mèo. Đó là lần đầu tiên mọi người ở bộ phận dự án nhìn thấy mèo của Lưu Như Yên, mọi người đều tò mò không thôi. Ánh mắt cứ dõi theo nó, bình cái cứ như ngôi sao lớn đang sải bước trên thảm đỏ, vô tư lướt qua giữa lối đi, đầy phong độ. Dưới ánh mắt ngày càng kinh hãi của tôi, nó từ từ dừng lại bên cạnh tôi. Tôi ra hiệu bằng mắt bảo nó đừng. Đáng tiếc là mèo không hiểu, nó nhảy lên lòng tôi một cách thuần thục, thành thạo tìm được tư thế nằm thoải mái, rồi còn dụi đầu vào eo tôi âu yếm. Cả văn phòng rộng lớn bỗng chốc im phăng phắc. Tôi cứng người luôn, văn phòng như thể bị ai đó nhấn nút tạm dừng. Mọi người đều nhìn tôi, nhìn con mèo trong lòng tôi, rồi lại nhìn Lưu Như Yên, ánh mắt cứ xoay vòng. Lưu Như Yên hình như mới phát hiện ra điều gì đó bất thường, thốt lên một tiếng, ê, mèo của tôi đâu rồi? Tôi run rẩy đứng dậy, ngượng ngùng nói, báo cáo tổng giám đốc, nó ở đây à? Lưu Như Yên bước nhanh đến, trên mặt nở nụ cười bất lực. Con mèo này thích chạy lung tung, lần trước suýt nữa thì làm mất, hại tôi phải tìm mệt nhì. Văn phòng vang lên những tiếng cười rộ lên, tôi chắp tay đưa mèo đi, không ngờ nắp chai vẫn không chịu đi, cố gắng quay đầu nhìn tôi với vẻ đau khổ, giống hệt như một chú mèo con bị bỏ rơi đáng thương. Lưu Như Yên đùa một câu, con mèo này hợp với cậu đấy, tôi cười trừ cho qua chuyện. Có lẽ vì nó giống con mèo nhà tôi, sau khi Lưu Như Yên rời đi, văn phòng vẫn còn đầy một bầu không khí kỳ lạ và khó xử. Tôi không biết các đồng nghiệp xung quanh có tin lời Lưu Như Yên nói hay không, dù sao thì ngay cả tôi cũng không tin lắm. Sư phụ Hứa Thanh Phong nhìn tôi bằng ánh mắt không còn trong sạch nữa. Tôi đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng không nhịn được nữa. Tôi đã gõ cửa hộp thoại trò chuyện với Lưu Như Yên. Sao cô lại mang nó đến đây vậy? Nó muốn tìm cô. Tôi không ngăn được, nói bậy, ai mà không ngăn được mèo chứ. Lưu Như Yên lại nhắn tin trả lời, nó cứ ở nhà suốt ngày, tôi mới về thôi. Không phải tôi đã dạy cô cách làm rồi sao? Cô ấy lại gửi một đoạn video nữa. Trong video, chú mèo trắng đang ở trong văn phòng với tông màu đen sáng, từ ghế sofa ra đến bàn làm việc gỗ nguyên khối, từ cửa sổ sát đất đến phòng nghỉ, chạy nhảy khắp nơi, gần như thành bóng ma. Cuối video còn có tiếng thở dài như có như không của Lưu Như Yên. Viên quan lại đang nhàn rỗi, Lưu Như Yên gửi yêu cầu, ngươi có rảnh lên trên chơi với nó một lát không? Dỗ dành nó một chút, ta do dự rất lâu cuối cùng vẫn đồng ý. Khi đi xin phép sư phụ, nàng lại trở về dáng vẻ khép nép như cũ, đi đi, xin nghỉ bao lâu cũng được, thôi khỏi cần tăng ca nữa cũng được. Nếu nhất thiết phải kể ra một lợi ích duy nhất của sự hiểu lầm lần này, thì có lẽ là mấy cô đồng nghiệp nữ trong công ty không theo đuổi tôi nữa. Trước kia, mọi người đều làm việc cùng một công ty, gặp nhau suốt ngày, họ tặng hoa, tặng quà, hết sức ân cần,
Tôi không tiện từ chối quá thẳng thừng, và cũng vì thế mà tôi đã phiền muộn một thời gian. Giờ đây, chuyện của tôi và Lưu Như Yên lan truyền khắp nơi, xung quanh lại trở nên yên tĩnh, cũng coi như hóa họa thành phúc. Chớp mắt đã đến kỳ nghỉ Quốc khánh. Mặc dù công việc chính và phụ của tôi đều là làm việc cho Lưu Như Yên, nhưng ngày lễ quốc gia vẫn được nghỉ. Tôi liền đề nghị kỳ nghỉ Quốc khánh này sẽ về nhà thăm cha mẹ. Lục Như Yên vui vẻ đồng ý. Kỹ năng chăm sóc mèo của cô ấy đã được cải thiện đáng kể nhờ sự hướng dẫn của tôi. Cô ấy tự tin nói rằng, yên tâm, lần này nhất định không sao. Thực tế chứng minh quả đúng là không sao. Trong dịp Quốc khánh, Lưu Như Yên đã gửi cho tôi một vài video ngắn vào sáng, trưa và tối, hầu hết nội dung đều là mèo thức dậy, mèo ngủ, mèo ăn và mèo đang chơi. Mèo ăn và mèo đang chơi đều là con mèo đó, cứ lặp đi lặp lại, nhưng em lại nếm được vị nhớ thương qua màn hình. Hóa ra không chỉ mình em mạnh mẽ hòa nhập vào cuộc sống của mèo, mà mèo cũng dần dần bước vào thế giới của em. Video đủ kích thích nhưng chưa đủ để thỏa mãn, em lại thèm mèo rồi. Thôi thì kết thúc kỳ nghỉ Quốc khánh sớm vậy, lén lút trở về nhà Lưu Như Yên, định cho cô ấy và mèo một bất ngờ. Mở cửa, tôi dừng lại ở hành lang. Nghe thấy tiếng nói của Lưu Như Yên vọng ra từ phòng khách. Thức ăn đóng hộp, muốn ăn không? Mèo, gọi mẹ. Mèo, gọi thêm một tiếng nữa. Gọi hay thế, mẹ sẽ cho con ăn. Mèo, Lưu Như Yên phát hiện ra tôi đã về nhà, soạt một cái nhanh chóng đứng dậy. Cô ấy đứng đó, bối rối, lon cá đã bị cô ấy giấu sau lưng. Nhìn ra là cô ấy rất lúng túng. Tôi cũng rất lúng túng, giống như vừa bắt gặp cô ấy và chú mèo đang gian tình. Lưu Như Yên cắn răng giải thích, chuyên gia tâm lý nói mèo cần nhất là môi trường tràn đầy yêu thương, không chỉ có tình yêu của cha mà còn cần cả tình yêu của mẹ. Cô ấy câm lặng nhắm mắt lại, một biểu cảm thất bại kiểu, tôi đang nói cái gì vậy? Tôi phụ họa, ừ đúng vậy, tôi cũng nghe nói rồi. Cô ấy vẫn còn ngượng ngùng, nhưng vẻ phong thái lãnh đạm của nữ tổng giám đốc ngày thường đã dần dần trở lại. Hỏi tôi sao giờ này lại về, có chút nhớ nó. Tôi chỉ con mèo ở phía sau cô ấy. Cô ấy nghiêng người sang một bên để tránh, bình cái lập tức chạy về phía tôi. Nó lượn lờ quanh chân tôi, giống như một phụ kiện chân thực nhất, đi đến đâu theo đến đó. Thỉnh thoảng lại ngẩng khuôn mặt ngây thơ nhìn tôi một cách ngơ ngác. Tôi bế con mèo lên, vừa vuốt mèo vừa giảm bớt cú sốc mà mấy tiếng nói đó mang lại cho tôi. Lưu Như Yên tự nhận mình là mẹ của Bình Cái. Cái kích thích này không thua gì việc Lưu Như Yên mặc vest ở hội đồng quản trị. Quá đáng sợ. Lưu Như Yên đã không biết trốn ở đâu để tiêu hóa sự lúng túng. Tôi cũng cúi đầu vuốt mèo để giảm bớt căng thẳng. Trong đầu óc hỗn loạn, chỉ có một ý nghĩ ngày càng rõ ràng. Lưu Như Yên, chẳng lẽ nàng thật sự để mắt đến ta? Những hiểu lầm liên tiếp này, một lần thì có thể nói là trùng hợp, nhưng lần nào cũng vậy thì trùng hợp quá mức rồi. Ta đem chuyện này đi hỏi ý kiến anh họ, hắn ta trước tiên mắng ta ngu xuẩn, rồi quyết định rằng, chuyện này đơn giản thôi, thử xem là biết ngay, làm sao thử, anh họ lầm bầm bên tai tôi một hồi, cuối cùng tôi gật đầu, tỏ vẻ rất tán thành. Thứ hai, sắp hết giờ làm, tôi nhắn tin cho Lưu Như Yên theo kế hoạch. Như Yên, tối nay anh có việc, phải về muộn, có việc gì vậy? Tôi cố tình nói mẹ bảo tôi đi xem mắt, thực ra là đi ăn cơm với anh họ, cô ấy vui vẻ đồng ý. Được rồi, mèo cứ để mình tôi chăm sóc là được. Trên bàn ăn, anh họ chỉ vào Lưu Như Yên và nói câu cuối cùng, phân tích, đây là đang khoe khoang kỹ thuật pha trà đây mà, anh ta cố ý làm ra vẻ ta đây. Được, cậu đi xem mắt đi. Mèo mèo, mình tự chăm sóc được mà, tôi tự mình làm được. 9 phần 10 hắn khẳng định, đây là xác suất mà hắn ước tính Lưu Như Yên thích tôi, mà xác suất này, sau khi đang ăn cơm, Lưu Như Yên gửi video mèo giữa chừng, dần dần tăng lên thành 10 phần 10. Ăn xong cơm, anh họ vỗ vai tôi, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Lúc đầu tôi khá ủng hộ hai người ở bên nhau, nhưng cô gái này có thủ đoạn khá mạnh, tôi sợ cậu sẽ bị cô ta ăn sạch sẽ không còn gì, không đến mức đó chứ. Anh ấy gật đầu nghiêm túc, đến mức đó, tôi lại nói, nhưng tôi không định ở bên cô ta mà. Anh ấy im lặng một lúc rồi giơ ngón cái lên với tôi, Lưu Như Yên nói sẽ đến đón tôi, anh họ thấy thế thì rút lui trước. Chiếc Maybach đen của cô ấy từ từ dừng lại trước mặt tôi, Lưu Như Yên xuống xe đón tôi, rồi nhìn quanh tôi một cách mơ hồ. Tôi hỏi cô ấy có chuyện gì, cô ấy nói, người mà anh đi xem mắt đâu rồi? Tôi đáp, à, cô ấy có việc gấp nên đi trước rồi. Cô ấy gật đầu, không do dự nữa, cô ấy gọi tôi lên xe một cách dứt khoát. Lúc đó tôi mới phát hiện ra Lưu Như Yên đã ăn diện một phen. Cô ấy mặc áo sơ mi thiết kế riêng, chân mang giày cao gót, kiểu tóc cũng được tạo kiểu cầu kỳ. Chiếc đồng hồ đeo tay giá trị bằng cả một căn nhà sáng lấp lánh trên cổ tay cô. Bộ đồ này, kể cả đi thảm đỏ, cũng chẳng ai dám có ý kiến gì. Tôi thầm nghĩ, đây rốt cuộc là vừa rời khỏi hội trường tiệc nào, hay cố ý ăn mặc như vậy để gặp tình địch. Lưu Như Yên hỏi tôi một cách dường như vô tình, hẹn hò thế nào, thuận lợi chứ? Tôi thăm dò theo kế hoạch, thuận lợi, cô ấy rất tốt. Mọi mặt điều kiện đều rất tốt, rất hoạt ngôn và chu đáo, rất biết quan tâm người khác. Dưới ánh nhìn thận trọng của Lưu Như Yên, tôi bổ sung thêm vài chữ cuối cùng, tôi rất thích. Ngón tay cô ấy bỗng trắng bệch. Tôi đột nhiên nhận ra, nếu tôi không muốn có bất cứ điều gì với Lưu Như Yên, tôi không nên thử thách như vậy. Cách tốt nhất chính là lặng lẽ rời đi. Tiếc là lời đã nói ra, kiếm đã ra khỏi vỏ. Lưu Như Yên cũng từ từ tấp xe vào lề đường. Cô ấy im lặng một lát, hỏi phải làm sao với con mèo kia. Gì? Nếu anh yêu đương thì mèo sao? Việc anh yêu đương với mèo có liên quan gì? Mèo thì không liên quan. Cô ấy tiếp lời một cách tự nhiên. Tôi phải làm sao? Trong tâm trạng hỗn loạn của tôi, cô ấy đã lái xe đi rồi. Tôi thích anh. Mắt cô ấy rất sáng, ánh mắt kiên cường lại ẩn nhẫn. Anh đang nói về tình yêu. Tôi thích anh, làm sao tôi biết được? Nghi ngờ là một chuyện, nhưng nghi ngờ được xác nhận lại là chuyện khác. Tôi chỉ toàn là sự hối hận, không nên thử dò xét, càng không nên tò mò. Biết Lưu Như Yên thích ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ta mỉm cười, xoa dịu không khí. Không phải cứ thích là phải yêu đương. Nhưng tôi thích anh, cô ấy nói như vậy, em thích anh ấy, diễn vai yêu đương chẳng phải sớm muộn gì cũng thế sao? Trong mắt cô ấy, tôi rốt cuộc có sức hấp dẫn đến mức nào chứ? Chẳng lẽ tôi thích một người phụ nữ
thì người phụ nữ đó nhất định sẽ yêu đương với tôi sao? Đúng là như vậy, cô ấy trả lời rất nhanh. Thế còn về chuyện anh thích em nghĩ sao? Cô ấy lại hỏi, sau khi tỏ tình, Lưu Như Yên có vẻ như cứng đầu, bướng bỉnh, kiểu con trai ngốc nghếch xông pha, tôi không hiểu sao lại không chống đỡ nổi, tôi sợ hãi, khiêm nhường đáp lại một câu, tôi có tư cách gì chứ? Tôi có xứng đáng không? Dường như lời từ chối trong câu này khá rõ ràng. Bỗng nhiên trong xe trở nên im lặng, lâu rồi Lưu Như Yên mới lên tiếng, cô ấy dường như không cam tâm. Mấy tháng nay em và anh ngày đêm bên nhau, lại không bằng một lần anh gặp người đó sao? Có ảnh không? Để em xem người đó trông ra sao? Ngoại hình bình thường thôi, cô lại cười một tiếng, châm chọc ẩn hiện nơi khóe môi, lặp lại, người bình thường, ngoại hình bình thường. Cô nghiêm túc hỏi, vậy rốt cuộc tôi thua kém cô ta ở điểm nào? Tôi quả thật không biết phải trả lời sao, cuộc đối thoại đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo bình thường. Tôi hoàn toàn không biết nên phát triển câu chuyện theo hướng nào tiếp theo. Từ chối, vẫn nên tránh xa, nhưng Lưu Như Yên là sếp của tôi, công việc chính và phụ đều liên quan đến cô ấy, tôi có thể tránh xa như thế nào được? Tôi thăm dò nói, sếp Lưu, em có thể xin nghỉ việc không? Cô ấy lập tức không nói gì. Dưới sự thúc giục của tôi, cô ấy chậm rãi mở miệng, hợp đồng quy định cậu phải làm đủ 1 năm, nếu không sẽ coi là vi phạm hợp đồng, phải trả một khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng rất lớn. Cô ta bổ sung thêm, hợp đồng mèo con do chính tay anh ký đấy, tôi nghi cô ta đã tính toán từ trước rồi. Cô ta ngắt lời tôi, anh đừng nghĩ đến chuyện nghỉ việc, cũng đừng nghĩ đến chuyện dọn đi, tôi dọn, cô ấy đã quyết định rồi, anh và mèo vẫn ở đó phải không? Điều này không ổn lắm. Không sao cả, dù sao thì mèo cũng là vì anh mà nuôi, cô ấy tự giễu một tiếng. Để chọn một con mèo không nghe lời, lúc đó còn tốn không ít thời gian, Lưu Như Yên đã chuyển đi như lời cô ấy nói. Tôi và con mèo ở lại căn hộ lớn của cô ấy ở trung tâm thành phố, cũng chính vì Lưu Như Yên chuyển đi mà tôi mới phát hiện ra căn nhà của cô ấy lớn đến mức nào, thật là lớn một cách khó tin, bình cái vẫn như mọi khi, ăn rồi ngủ, chỉ thỉnh thoảng mới có vài hành động kỳ quái. Ví dụ như nó nhặt dép của Lưu Như Yên mang đến cho tôi, rồi trợn tròn mắt, meo meo nhìn tôi, như thể đang hỏi mẹ, hay ví dụ như nó sẽ tự tiện đi vào phòng ngủ của Lưu Như Yên, nhảy lên giường, lăn qua lăn lại. Cuối cùng còn giơ móng vuốt ra, mời tôi cùng ngủ ở đó. Con mèo đang nghĩ về Lưu Như Yên, thật ra, tôi cũng hơi, có lẽ đây là một thói quen nhớ nhung, dù sao mấy tháng nay tôi và cô ấy cũng luôn ở bên nhau. Tôi đã quen với việc cô ấy xuất hiện ở bất cứ góc nào trong căn nhà này rồi, giờ đây, xung quanh vắng vẻ, trong lòng không khỏi trống trải, nhưng tôi lại không thể gặp cô ấy, chỉ cần Lưu Như Yên muốn, tôi thậm chí còn không đụng được vạt áo của cô ấy. Công việc không có giao điểm, cuộc sống không có liên hệ, cô ấy dường như chưa từng xuất hiện, ngay cả khoảng thời gian gần đây ở bên nhau cũng trở thành ảo ảnh, cô ấy đang tránh tôi. Dường như vẫn như ý tôi muốn, ngày qua ngày càng nhớ em, thường xuyên chạy đến trước cửa phòng của Lưu Như Yên, liên tục kêu meo meo, hình dáng thảm hại vô cùng, tôi thực sự không nhịn được nữa, lấy điện thoại chủ động liên lạc với Lưu Như Yên, có đó không? Lưu Như Yên lập tức trả lời, có chuyện gì vậy? Tôi đã quay một đoạn video con mèo kêu trước cửa phòng cô ấy, gửi cho cô ấy xem, bình cái có vẻ hơi nhớ mẹ, tôi nhìn dòng chữ này, không hiểu sao lại thấy hơi xấu hổ. Câu trả lời của Lưu Như Yên lại nằm ngoài dự đoán của tôi, cô ấy bảo gọi đối tượng hẹn hò của anh đến sờ nó thử xem, tôi không nói nên lời, lúc này tôi muốn hiểu xem đẳng cấp mà anh họ nói, cao đến mức nào. Tôi cắn răng gõ chữ, không có đối tượng hẹn hò, lâu lắm rồi Lưu Như Yên vẫn không phản hồi, tôi tiếp tục gõ, cũng không có ai thích, lúc đó tôi đã lừa cậu, cô ấy vẫn không trả lời. Tôi đợi một lúc, dùng chiêu cuối cùng, bình cái đang nhớ em, tôi cũng còn chưa gõ xong vài chữ, cô ấy đã trả lời rồi. Giọng trong tin nhắn thoại nghe rất gấp, mở cửa, tôi ở ngoài cửa, việc báo đi mà Lưu Như Yên nói. Thực ra là trong cùng một tòa nhà, chỉ là cô ấy cố tình tránh thời gian, cho nên tôi mới không gặp được cô ấy. Mẹ con lâu ngày không gặp, dính lấy nhau âu yếm một lúc lâu, tôi nhìn chú mèo nhỏ bù xù lông đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời, nghi ngờ hai mẹ con cấu kết với nhau diễn trò khổ nhục kế với tôi. Tôi bưng một ly nước hỏi Lưu Như Yên, còn đi nữa không? Mắt cô ấy sáng lên, anh ở lại thì em không đi. Tôi nghĩ thầm, bà đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, may mà cũng không cần tôi ở lại, nút chai nằm cuộn tròn trong lòng Lưu Như Yên ngủ. Chân cứ bấu chặt lấy bà ấy. Lưu Như Yên căn bản không nhúc nhích được, cô ấy vừa vuốt ve mèo vừa nhìn tôi. Tôi có thể hiểu là bà cũng hơi nhớ tôi không, tôi không chịu nổi vẻ đắc thắng của cô ấy, nói một cách nổi loạn, cũng không thể hiểu như vậy được, nhưng cô ấy lại cười. Cô giáo dạy ngữ văn của tôi bảo tôi rằng, hiểu như vậy không có vấn đề gì, tôi mím chặt môi, quyết định không tranh cãi với cô ta nữa. Lưu Như Yên rất nhẫn nại, cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng lấy ánh mắt quyến luyến, trìu mến nhìn tôi thực sự tò mò, làm sao anh lại thích tôi được? Nếu cô ấy thực sự đã lên kế hoạch từ khi còn là mèo, thì chắc hẳn cô ấy đã thích tôi từ trước khi tôi đến công ty rồi, nhưng điều đó làm sao có thể được? Trước đó tôi và cô ấy hoàn toàn không quen biết. Lưu Như Yên suy nghĩ một lát rồi vẫn nói, năm tôi khởi nghiệp, cuộc sống thật bế tắc, lúc đó tôi ngồi xổm bên vệ đường, có lẽ vì quá thảm hại, cô ấy đi ngang qua và đưa cho tôi một gói hạt dẻ nóng hổi. Suy nghĩ mãi mà vẫn không đoán được là như vậy. Tôi rất thất vọng, cứ như vậy, cô ấy dường như không hiểu được cảm xúc của tôi, bổ sung thêm rằng, lúc đó anh mặc đồng phục học sinh cấp 3 màu xanh trắng, tóc ngắn gọn gàng, rất đẹp trai, là một vẻ đẹp trai mà tôi không thể diễn tả bằng lời, tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Tôi vẫn không hiểu, tôi nhớ mãi hình ảnh này, nhớ đến mức mỗi khi nhớ lại, tôi đều phải liên tục tự nhắc mình, tôi không được làm phiền anh. Cô ấy đột nhiên cười, anh có thể tưởng tượng cảm giác của tôi khi nhìn thấy sơ yếu lý lịch của anh ở phòng nhân sự công ty không? Lúc đó tôi thực sự cảm ơn trời đất đã phù hộ, tôi nghĩ trời cao vẫn thương tôi, vẫn cho tôi một cơ hội nữa. Ánh mắt cô ấy sáng rực, giọng điệu kiên định, và lần này tôi sẽ không bỏ lỡ nữa. Tôi im lặng, Lưu Như Yên vẫn ôm mèo, hình như không tiện, dùng đầu gối khẽ đụng vào chân tôi. Đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động có hành động thân mật, nếu không thích đối tượng xem mắt.
thì anh có thích tôi một chút nào không? Rồi sao? Anh họ vẻ mặt tò mò lắm, lúc đó anh trả lời cô ấy thế nào? Tôi không trả lời. À, dường như không thể nói là không thích, nhưng cũng không dám dễ dàng nói thích. Tôi nhìn anh họ một cách nghiêm túc rồi nói, nếu tôi nói thích cô ấy, thì phải ở bên nhau rồi đúng không? Tôi thấy hơi quá nhanh, anh đang lo lắng cái gì? Chuyện cô ấy thích tôi thấy không thực lắm. Đó là vì bạn không hiểu sự ám ảnh của phụ nữ, anh họ nói với giọng điệu của người từng trải. Cái mà càng muốn mà không có được lúc trẻ, sẽ trở thành một thứ ám ảnh, mỗi đêm, khi đêm khuya yên tĩnh, trước khi ngủ. Nó sẽ hóa thành thực thể để hành hạ cô ấy. Tôi vẫn còn ngơ ngác, giống như lúc gì không cho bạn ăn khoai tây chiên hồi nhỏ, vậy nên khi lớn lên, anh lại thích ăn đến mức như muốn trả thù vậy. Tôi hơi hiểu rồi, anh họ đột nhiên thở dài một tiếng, nhưng thấy em như vậy, anh cũng yên tâm rồi. Tôi, Phan, chớp mắt, bây giờ phải làm sao? Anh họ nói, thích thì yêu, không thích thì chia tay. Tôi quyết định vẫn yêu. Việc đầu tiên khi trở về nhà Lưu Như Yên là thu dọn hành lý. Lưu Như Yên nóng vội, bước tới ngăn tôi lại và hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy. Tôi lấy hết can đảm, hàm ý hỏi lại cô ấy, nếu chúng ta mới yêu nhau mà đã sống chung, thì có phải là không thích hợp lắm không? Chúng ta, cô ấy đột nhiên im lặng, phản ứng lại rồi, mày cô ta lập tức tràn đầy vẻ vui mừng, đôi mắt cô ấy chứa đầy vẻ không dám tin. Trên mặt lại là vẻ thận trọng, muốn hỏi mà không dám hỏi nhiều, lâu lắm mới trả lời tôi nhẹ nhàng chậm rãi, có vẻ không được thích hợp lắm. Giọng nói nhỏ nhẹ cẩn thận của cô ấy giống như sợ làm vỡ giấc mơ đẹp. Cô ấy nói nhưng yêu đương đâu chỉ có một kiểu, chúng ta mới yêu nhau đã sống chung rồi, tôi thấy cũng chẳng sao. Như vậy sao? Cô ấy quả quyết gật đầu, thấy tôi vẫn còn do dự, cô ấy lại nói huống chi là bây giờ mình cái căn bản không thể rời xa anh. Cô ấy làm chậm động tác lại, từ từ ôm em vào lòng anh, từ từ siết chặt cái ôm này, nói thêm nữa thì em thực sự không thể rời xa anh. Việc đầu tiên khiến ta phiền lòng sau khi xác định quan hệ với Lưu Như Yên là ta không biết phải giải thích việc này với sư phụ như thế nào. Dù sao lúc trước đã thể thốt chắc nịch sẽ không có quan hệ gì với Lưu Như Yên cả, dù sư phụ luôn giữ thái độ nghi ngờ, nhưng sự nghi ngờ của người ấy và việc tôi thừa nhận là hai chuyện khác nhau. Nhờ sự giúp đỡ của người ấy, tiến độ của tôi trong bộ phận dự án rất nhanh, nhiều lúc tôi đã có thể tự mình đảm nhiệm, không thể phụ lòng ân sư. Trong một chuyến đi chơi, tôi quyết định thú nhận, trên xe, tôi lật xem album ảnh trên điện thoại, chỉ cho cô ấy xem ảnh bình cái. Thưa sư phụ, đây là mèo của con. Cô ấy ừ một tiếng, ta biết con có một con mèo. Thực ra, đây cũng là mèo của Lưu Quan. Ánh mắt cô ấy không còn bình tĩnh, nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, lâu lắm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tôi vội hỏi chuyện gì vậy? Không sao, tôi chỉ đang suy nghĩ, đến lúc đó nếu họ hỏi tôi về việc lấy chồng của Lưu Quan làm đệ tử thì cảm giác thế nào? Tôi nên trả lời ra sao đây? Thầy thực ra là người thâm hiểm đấy chứ. Lưu Như Yên biết tôi công khai chuyện tình cảm ban đầu thì thái độ càng thêm ngông cuồng, cụ thể là cô ta bắt đầu thường xuyên mang bình cái đến công ty, bình cái vừa đến công ty là chạy ngay đến chỗ tôi. Mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù sao thì cũng chẳng có nữ giám đốc nào lại mang mèo đến chỗ cấp dưới nam đâu. Mối quan hệ giữa tôi và Lưu Như Yên không còn trong sạch nữa, nhưng Lưu Như Yên dường như rất tận hưởng việc này. Những khoảnh khắc tên cô ấy quấn quýt lấy tôi, cô ấy càng ngày càng công khai và táo bạo, thậm chí còn trực tiếp đứng đợi tôi tan làm ở chỗ làm. Cô ấy đứng ngay phía sau tôi, để mặc người khác nhìn mình với ánh mắt dè dặt hay tò mò. Một người phụ nữ như cô ấy đi đến đâu cũng là những người tỏa sáng, ngay cả một cái ngáp nhỏ của Lục Quan cũng thu hút được ánh nhìn quan tâm. Có người hỏi Lục Quan tối qua ngủ không ngon sao, Lưu Như Yên cười đáp, mèo ở nhà cứ quấy mãi, cô ấy nói đêm cứ kêu meo meo, lại còn thích cào người nữa. Tôi nghi ngờ không biết cô ta nói bậy bạ gì thế, rõ ràng là nắp chai bây giờ ngoan ngoãn lắm rồi mà, lại còn chậm hiểu nữa, cô ta căn bản không phải đang nói về con mèo, sao có thể nói chuyện này giữa chốn đông người được chứ. Ánh mắt Lưu Như Yên vẫn mang ý cười, giọng nhẹ nhàng hỏi tôi, đi được rồi chứ, mọi mối quan hệ trong sáng hay không trong sáng, đều chấm dứt sau khi Lưu Như Yên đăng một bài lên vòng bạn bè, kết thúc bằng một dấu chấm hết, hình ảnh là giấy đăng ký kết hôn mở ra, chồng là tôi, vợ là cô ấy viết chú thích, hãy đến nhận chồng mình.